Trời hâu quá. Này. Còn lấy cái khăn này của. Lấy cái đuôi cá của con á. Đi vô phòng con nghỉ ngơi. Ở đây để tôi dọn dẹp nhà cửa. Em đang dọn dẹp ăn cơm chưa xong nữa, vừa ăn vừa làm. Ngày mai thì bắt đầu đi phóng sanh lại. Lau nhà, lau phòng, lau bếp, rồi chà quét cầu tiêu. Đó, ba em á không có thể chịu tập luyện thể dục thể thao gì hết, rồi cứ bệnh hoài. Nhưng mà lây cho em đâu có được quý vị. Em 25 năm không bị bệnh mà. Em đâu dễ bị bệnh. Em bữa nay dọn dẹp nhà cho nó xong. Dọn dẹp nhà xong rồi thì em sẽ chuyên tâm đi làm phóng sanh. Với em còn nhà em gửi đuôi tiên cá cho em rồi, để em mặc đuôi tiên cá em làm vận động môi trường cho bạn bè thế giới họ coi nữa. Nên em nói xử lý vụ mấy con chó không được thôi. Để nuôi thì phải có trách nhiệm. Để nó bài bố ra. Em đem nhốt hết một mớ rồi. 13 con chó thì cho hết 2 con. Giờ còn 11 con. Trong đây là chỉ có Honey được ở trong nhà, bởi vì á cái này thần thú của em. Sinh hoạt giờ giấc giống như em. Em thức là nó thức. Em ngủ là nó ngủ. Em đi vệ sinh là nó cũng đi vệ sinh. Như vậy đó. Chỉ có khác là em đi tiểu là nó đi tiểu với đi cầu luôn. Khác chỉ vậy thôi. Cảm ơn mấy anh chị ủng hộ chương trình giải cứu thiên nhiên trong rừng đước của em. Em phóng sanh cho anh chị là phóng sanh đúng cách và giải cứu những con vật đang làm vai trò quan trọng trong tự nhiên. Thì mình cứu được nó thì mình bảo vệ được thiên nhiên. Và mình cũng kiểm tra theo dõi luôn là những con vật đó có bị bắt trở lại hay không. Nếu bắt trở lại là những con vật chứng minh nó ngu thật sự, nó bị bắt trở lại. Còn nếu mà nó thoát á thì chứng minh ra một chân lý, loài vật cũng rất thông minh. Khi nó gặp xém gặp á hoàn cảnh khó khăn, xém bị chết rồi đó, nó sẽ có rút được cái kinh nghiệm và nó thoát khỏi được cái lưới của con người bắt hại nó. Là như vậy. Hồi nãy em mới coi lại cái tiền mà em phóng sanh của em, thì em cũng phóng sanh hết mấy chục triệu rồi trong vòng một tháng, cộng thêm tiền phóng sanh của mấy anh chị ủng hộ. Thì em phải công nhận là người miền Nam của mình dù có khó khăn cách mấy thì vẫn biết tương thân tương ái, cứu trợ lẫn nhau. Người miền Nam của mình mà khổ á là chỉ có những người ở dưới miền Tây họ lên họ làm ăn họ khổ, còn những người mà dân gốc Sài Gòn như mình rất là hào phóng, rất là chịu chơi giúp đỡ. Nên dân Sài Gòn mình đi làm từ thiện tứ xứ. Trong cái dịch Covid này á, thì ở ngoài miền Bắc nó có rất nhiều thông tin nói rằng người miền Nam á không có phòng chống dịch tốt, để giờ này vẫn còn cách ly thì mình đã chịu đựng hơn 3 tháng rồi đúng không anh chị? Chịu đựng cái dịch Covid này hơn 3 tháng rồi. Mà người ở ngoài Bắc nói như vậy cũng oan cho mình. Bởi vì dân miền Nam của mình á, đa số á, là người miền Trung, miền Bắc họ vô đây. Họ mua nhà, khu căn hộ rất nhiều. Ở Vinhome đồ á. Dân Sài Gòn mình thật sự là đâu phải còn dân Sài Gòn gốc đâu. Đa số là Việt Kiều không à. Còn dân mà gốc á thì đa số là đi Mỹ.
còn dân mà còn gốc trụ lại tới giờ nên là nó cũng thành cổ thụ luôn rồi, giàu lắm. Còn lại là dân tứ xứ đến đây, bởi vì đây là vùng đất kinh tế, kinh tế đây làm ăn được là nhờ có dòng sông Sài Gòn. Dòng sông đó bây giờ bị đô thị hóa, ven sông là môi trường hệ sinh thái phát triển rất là tốt cho các loài vật, nhưng mà bị xây dựng khu căn hộ lên, nhà cao cấp lên, rồi thuận đường sông nước mà xả rác xuống sông. Rồi mấy anh chị phóng sanh thì cũng phóng sanh sai cách. Mấy anh chị hả thả những con cá đồng trong ruộng, trong ao ra sông, làm cho thủy thần, thần sông Sài Gòn ổng rất là oán hận, ổng rất là tức giận con cháu ổng ngoài sông đang làm nhiệm vụ ngoài tự nhiên lại bị con người đối xử tệ bạc như vậy. Nên á, khi mà ôn thần tới á, ôn thần hỏi ổng rằng cái vùng đất này ok không bạn? Ổng nói không ok, chơi đi. Là ôn thần gieo rắc dịch bệnh khắp nơi liền. Nên á, kinh tế của nguyên đất nước Việt Nam của mình phụ thuộc vào Sài Gòn, vào cái dòng sông Sài Gòn này. Nên á, hết Covid mà quý vị còn tiếp tục đô thị hóa khu vực ven sông đó nha, phá hủy môi trường sống nó từ từ quận nhất mà lên tới quận 9 luôn á. Cứ đô thị hóa đi rồi sẽ thấy thảm cảnh hơn nữa. Mà đô thị hóa khu đó thì để cho ai ở? Cho dân miền Trung, miền Bắc vô, mấy miền khác vô ở chứ ai. Thì cái những người mà mắc bệnh đó là từ những cái miền đó không mà vô đây ở đó. Chứ Sài Gòn mình có ý thức cao mà. Mà tại sao người ngoài Bắc người ta nói như vậy? Rồi người ta, rồi thật sự mà nói, nếu mà nói về ý thức sống á, nói về những cái chửi độn hay đánh nhau cãi vã hay là tiết kiệm dành dụm gì đó, người Sài Gòn, tại sao có cái tên là người Sài Gòn mà không gọi là trở thành cái người Sài Gòn, trở thành mọi gọi là Sài Gòn Ni á, là nổi tiếng trên toàn thế giới, nó có từ tiếng Anh luôn. Còn Hà Nội đâu có gọi là Hà Nội Ni hay là Đà Nẵng Ni gì đâu. Người Sài Gòn rất là đặc biệt, ấn tượng về cái mức mà làm từ thiện, thiện nguyện và tiêu xài tiền bạc cho việc làm thiện nguyện. Những cái miền khác họ chơi không lại mình, họ rất là tiết kiệm, họ rất là cần kiệm, họ sống không có khoáng. Nên hôm nay em làm video chia sẻ để nói cho mọi người biết sự khác biệt giữa những người Sài Gòn và người Sài Gòn khác, người miền Nam, miền Nam khác nha. Miền Nam là nói nguyên cái miền Nam, là có miền Tây lên nữa. Miền Tây những người dân ở dưới đó người ta lên thì người ta khổ lắm. Nên nhưng mà người ta cũng sống rất là chất phác. Ta khổ bởi vì người ta cũng là chịu chơi á, ăn hôm nay mà không biết để tới ngày mai. Nên cái tính cách phóng khoáng như vậy không có giàu được. Còn những người tiết kiệm, tằn tiện thì họ rất là giàu. Đối với người miền Trung thì em biết, có thể ăn con cá gỗ luôn cũng được. Rồi tưởng tượng ra mà trong lưng quần á, thì lận vàng, cất vàng ở trong đó, là ăn uống tằn tiện, tiết kiệm để dành dụm vàng, tiền của người Hà Nội cũng vậy. Đó. Nên anh chị thấy các mạnh thường quân mà nổi tiếng á, đâu có thấy người nào là từ ngoài Hà Nội đâu. Giờ nói về bà Nguyễn Phương Hằng đi, cũng là người miền Nam. Tất cả mạnh thường quân đều là người miền Nam. Cái này là mình sẽ không nói xấu, nhưng mà mình nói đúng, chân thật là Sài Gòn không có phải là vì không thiếu ý thức trong việc cách ly để dịch bệnh lan tỏa, mà là do dân nhập cư nha. Chắc chắn là như vậy, dân nhập cư. Và vì Sài Gòn đang bị thần sông trừng phạt
thần sông Sài Gòn ổng đang trừng phạt. Bây giờ ổng mới bắt đầu ngu giận thôi, bởi vì em mới phóng sanh cho ổng được một tháng và được một số vị Bồ Tát ủng hộ thì ổng mới bớt giận. Ổng cho người chết ít lại, nhưng tất cả phải tiêm vaccine. Ok. Những ai sống trong cảnh giới của thần thánh tiên Phật thì mới thoát khỏi biển khổ. Những ai nghe được video này thì mới có cơ hội không bị chìm đắm trong vô minh. Mà em cố gắng làm xong để em thực hiện sứ mệnh của mình tiếp. Em thì chịu thua mấy đứa nhỏ ở Việt Nam rồi, nên cứ để cho quỷ thần phán xét chúng. Bởi vì chúng trong đầu bây giờ chỉ có tiền bạc thôi, và con nít bây giờ mới nhỏ mới lớn lên, chỉ muốn làm chuyện người lớn thôi. Nên quỷ rất thích, quỷ lên rất thích, sẽ trừng phạt tất cả thôi, sớm thôi. Những ai còn tiếp tục ủng hộ em trên con đường giải cứu thiên nhiên và động vật thì những người đó sẽ được đến những thế giới tốt đẹp nếu rời khỏi thân thể này. Và trong cuộc sống hiện tại sẽ có được sự an lạc tự tại như mình mong muốn.